chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn. Chiều hôm nay bây giờ là 17 giờ chiều nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở ngay bên hông chợ Phạm Văn Hai nhé. Hôm nay đi qua đây Kiên muốn chia sẻ với quý vị một cái xe bánh khọt của cô bán ở đây rất là hấp dẫn nha quý vị. Một cái xe bánh khọt mình vào thôi mà mình nhìn thấy là mình đã thèm rồi quý vị. Kiên mới vừa vào đây xin cô quay chia sẻ với quý vị nhé. Đây cái con đường này là đường này là chạy thẳng vào cái phía bên đường sau chợ này. Đường này là đường cái gì Nguyễn Bạc nha quý vị. Đường này là đường Nguyễn Bạc nhé. Đấy. Chợ Phạm Văn Hai thì buổi chiều quý vị nếu mà ở gần đây quý vị cũng biết là rất là nhiều những cái món ăn ngon ẩm thực bán ngay đường trước chợ luôn. Đặc biệt vào buổi chiều tối đó quý vị. Ẩm thực ở chợ Phạm Văn Hai thì nói chung là rất là nhiều món. Nên là Kiên sẽ khám phá từng món để chia sẻ với quý vị nhé. Rồi giờ Kiên sẽ mời quý vị chúng ta hãy cùng sang cái gian hàng bánh khọt của cô bên kia nhá. Đây quý vị, cô bán ở ngay cái bên góc chợ này. Đây là đường Phạm Văn Hai này, còn đây là đường Nguyễn Bạc này. Đấy. Chúng ta cứ đến chợ Phạm Văn Hai ngay góc đường Phạm Văn Hai và Nguyễn Bạc là thấy xe của cô bán ở đây rồi quý vị ha. Bây giờ Kiên sẽ đi sang bên đó nha. Đây quý vị ơi, đây. Bánh xèo. Cô có bán bánh xèo này, bánh khọt này. Đấy. Lớn là 20k, nhỏ là 6k. Cô Sáu kính mời. Đấy. Đây cô Sáu này quý vị. Đấy, quý vị thấy cô Sáu không? Đang làm đấy. Đây này cô làm, cô trưng bày ra đất rất là đẹp mắt luôn nha quý vị ha. Đây này, đây là bánh xèo này. Đấy, còn đây này là bánh khọt này. Đấy, hai loại luôn. Bánh xèo là 20k còn bánh khọt là 6k. Đấy. Bánh khọt 4k chứ. Bánh xèo lớn là 20k, nhỏ là 6k còn bánh khọt là 4k nha quý vị. Rồi giờ chúng ta sẽ vào đây tranh thủ lúc mà là cô đang ít khách xem cô làm cũng như là chúng ta hỏi một số thông tin ha. Chứ hôm nay lát nữa là cô là rất là đông khách luôn á. Bây giờ Kiên sẽ đi vào nhá. Cô đang làm phía bên trong này. Con chào cô. Cô Sáu ơi, mình bán ở đây lâu chưa cô? Sáu bán lâu rồi. Cô Sáu bán được lâu là bao nhiêu năm rồi ta? Cô Sáu bán được 24 năm rồi. 24 năm rồi quý vị. Vậy là mình bán từ mấy giờ cô Sáu nhỉ? 2 giờ mình bán tới 10 giờ. 2 giờ có rồi. 2 giờ. 2 giờ tới 10 giờ ha. Ở đây là có những loại nhân gì cô? Của mình tôm với thịt. Đây là nhân tôm thịt rồi quý vị. Đấy. Cô Sáu là bán là cái này là ở đây là có chỗ ngồi không cô? Có. Đằng sau là có chỗ ngồi ăn đúng không? Đấy. Quý vị ơi, hấp dẫn lắm quý vị ạ. Cái gian hàng bánh xèo bánh khọt của cô này, cô làm cô trưng bày ra sẵn thế này này. Đấy. Ở đây cô đang đổ bánh này. Ở đây có chị mua là 10 xèo 10 khọt. Cái này là cái lò đổ bánh khọt này. Ồ, cô đổ này nó giòn, bên dưới là nó giòn ruột không cô ha? Bên trên là nó cái có cả trứng nữa này. Ở đây là có nhân trứng, nhân tôm thịt. Đấy. Tôm trứng thịt. Tôm trứng thịt. Cái ăn xèo bánh khọt thôi. Nhà cô Sáu gần đây không cô Sáu? Nhà mới quận 10. Thế là buổi chiều cô qua bên này cô bán. Nhà cô ở quận 10 ha. Đấy, cô đang đổ bánh đó quý vị. Mình đổ bánh trứng và mình đổ bánh tôm. Nãy là bánh trứng và bánh tôm. Ở đây khách thích bánh nào nhất cô? Bánh xèo hay bánh khọt? Nói chung là bánh nào người ta cũng thích lắm. Ăn là ăn chung hết đúng không? Đúng rồi, ta cả ăn 5 xèo 5 khọt thì 5 chục. 5 xèo 5 khọt. Hay là 4 xèo 4 khọt thì 4 chục. Dạ. Hai bằng ăn. Cô Sáu bán bao nhiêu năm trong nghề rồi thì thấy cái nghề này có cực lắm không cô? Cực chứ, cô Sáu làm quen rồi mà. Làm quen rồi hả? Chứ không bên này cực là... lắm. Cái này cô Sáu đổ sẵn, cái này là bánh xèo nhỏ hả cô ha? Bánh xèo lớn là ngoài này này. Cái xèo nhỏ này là 6k một cái này. Cái xèo lớn là 20k. Đúng rồi. Cái này là bánh xèo miền Trung cô nhỉ? Đúng rồi, bánh xèo miền Trung á. Bánh xèo miền Trung. Đấy, cô đang bán cho khách mang về nhá. Ở đây khách mua mang về với lại ăn ở đây. Đổ cái này bao lâu chín cô Sáu? Chắc hơi lâu à. Chắc cũng khoảng 5 phút à. Đúng rồi, chắc là lâu nó mới chín. 5 phút mới chín.
Thế cô Sáu cho một ít dầu vào nha quý vị, mà đó là đổ bột. Bột này là cô Sáu có cho thêm nghệ đúng không? Đó, nên là nó vàng đẹp ha. Ở đây có chú phụ cô ha. Đúng rồi, cái chú phụ quá. À, cái một mình cô bán là không kịp. Cô làm không kịp không? Dạ. Vậy là cô Sáu bán một tháng có nghỉ ngày nào không cô? Không, cô Sáu nghỉ ngày nào hết á. Tết mới nghỉ thôi. Dạ, ngày nào cũng có. Ngày thường là ngày nào cũng có hết. Quý vị đi ngày nào cũng có hết. Cứ đúng là 14 giờ đúng không? 14 giờ bắt đầu là cô bán rồi nên là quý vị cứ đi. Đúng 14 giờ là có. Ai ăn chay thì cũng có chay. À. Khi người ta ăn nước tương dưới tiên là bột với giá thôi. Dạ, ai ăn chay là cô có bán chay luôn. Chay thì cô làm bột với giá không ha? Dạ, bột với giá. Dạ. Đây giờ mình đi ra bên ngoài mình quay cái bên ngoài này, đây là cô có cái bảng nhá, bảng giá niêm yết đàng hoàng ấy. Có cái bảng giá niêm yết đàng hoàng. Đây là cô đổ thì có 1 2 3 4 5 6 7 cái chảo. 7 cái chảo này là đổ đổ bánh xèo nhỏ nha quý vị. Đấy. Còn cái bánh khọt thì cô đổ bên cái chảo lớn bên kia. Đây quý vị ăn thì mình có thể ngồi bên này này. Đấy, bên này có cái bàn ngồi nha. Có các anh chị đang ngồi ăn, có bàn ngồi đây. Bàn ghế đàng hoàng. Ăn thì có đầy đủ rau, nước mắm. Ăn đi kèm, đầy đủ hết. Đấy, cô làm xong là cô xếp lên như vậy đấy. Nhìn rất là đẹp mắt ha. Cứ một phần từng phần vậy ấy. Mình ăn khách đến là không phải đợi lâu. Cô Sáu là gốc Sài Gòn luôn hả cô? Không, cô gốc miền Trung. À, gốc miền Trung nên là mình làm bánh xèo miền Trung. Cô là gốc miền Trung nha, chứ không phải là... Sáu ở đây được 37 năm rồi. À, chính xác là 37 năm rồi cô ha. Ừ. Sáu đi năm 14 tuổi mà năm nay cô Sáu 50 rồi. Dạ, vào đây là năm 14 tuổi. Vậy là cô Sáu bán cái này là... 24 năm rồi đó. 24 năm. Hộp như vậy của mình 10 cái. 10 cái là bao nhiêu cô? À, 40 ngàn. 40 ngàn. Là một người ăn no ha. Ăn không hết đâu. Ăn không hết. Hai người cũng hết. Phải hai người mới hết. Đấy. Cô Sáu làm xong rồi xếp ra. Mình xếp trên này nó còn độ giảm độ nóng không cô nhỉ? À, xong mình để cho nó xuống cái dầu xong mình mới xếp. À. Để xuống dầu xong rồi cô mới xếp nha quý vị. Dạ. Tôm này là giống kiểu có phải tôm đất không cô hay là tôm thường? Không, cái này là mình cũng tôm thường phải tôm thường thôi đúng không? Ừ. Nhưng mà nó mỏng nó vỏ. Dạ, tôm mỏng. Chứ nó không phải tôm trứng, nếu mà tôm trứng thì nó không bằng cái này đâu. À. Ừ. Tôm này là tôm mỏng vỏ, ăn nó ngọt nữa. Ừ. Mà đồ mình chín hết. Dạ. Đồ chín hết chứ không phải đồ sống. Nhiều chỗ là ta bỏ đồ sống á. À đúng rồi. Nói chung là tùy từng người làm. Ở chợ này nếu mà chín thì chín hết, mà sống thì sống hết chứ không được để chung. Dạ, dạ. À, có nghĩa là chín là chín hết, sống là sống hết. Cái này bánh khọt tôm. Cái này là bánh khọt tôm. À. Cái lò này là lò gang, cái bếp này, cái chảo này gang đúng không cô? Chảo gang cô đổ bánh khọt. Bánh khọt thì chủ yếu nó giàu nhiều nha. Dạ. Dạ. Nó có giòn. Đúng rồi, phải có dầu nhiều nó mới giòn nhanh nhanh giòn được. Cái đũa nó sâu quá mà nó không có dầu rồi nó chín. Ở đây là cái giờ đông nhất là mấy giờ cô nhỉ? 4-5 giờ là đông á. À, 4-5 giờ là đông nhất. Nay nó mưa. Dạ. Nay mưa thì nó... Mưa thì ta mua về chứ không có ngồi. Dạ. Mưa là mua mang về nhà ăn. Đấy, này là cô làm xong cô để đây cho nó ráo 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 bôi ráo dầu này quý vị, ráo dầu này. Cái bột này là cô xay ở nhà cô ha? À đúng rồi, đó là xay á. Bột này nhà cô xay luôn, không phải là lấy nha quý vị.
Đấy, sau khi mà cô đổ bột thì cô sẽ bỏ nhân vào. Khách vô mang về. Hôm nay là khách vô mang về ha. Lát nữa mình sẽ ăn ở đây luôn, ngồi ăn ở đây luôn nhé. Cái này là khách lấy là lần là 6 cái luôn. Cô Sáu bán hàng rất là dễ thương, chiều khách. Đây, bánh khọt. Bánh khọt. Ăn 2 người mới hết, 4 cục. Này, phải ăn 2 người. 40.000 là 2 người ăn mới hết. Giá bình dân. Học sinh phải lắm. Ở đây là học sinh mua cũng ăn nhiều không ha? Đúng, học sinh phải lắm. Dạ. Ở đây cô bán ở trên app không cô? Hay là chỉ có đến đây mua thôi? Chứ cô có nào mà giờ có lâu lâu mới có. À, trước là có nào đúng không? Nhưng mà giờ là ví dụ ai ăn thì đặt app đến đây mua ha. Đúng rồi. Giờ cô ấy. Đấy, cái chín đến đâu là cô đổ cái đó. Nó giòn. Nó giòn. Tôm vô mỗi cái là mỗi con tôm. Cô Sáu làm cho con 5 cái bánh xèo nhỏ nhá. Với lại là 5 cái bánh khọt. Một mình ăn thì khách ăn nhiều nhất là bao nhiêu cái cô? Con một mình con ăn thì cô ăn thì ba xẻo ba khọt là ba chỗ. À, ba xẻo ba khọt ha. Cô lấy cho con ba xẻo ba khọt thì hết con lại gọi tiếp. Ăn cái gì mà no rồi. Dạ, ăn còn rau nữa nên là sợ là không hết. Ăn là phải ăn hết đấy, không hết là nó phí. Ăn đây à? Rồi. Con ngồi đây này, con ngồi ngay góc này. Rồi, ngồi đây, cái chút mình ăn xong mình quay luôn ha. Dạ. Mình thưởng thức cái bánh luôn ha. Thưởng thức cái bánh luôn, cô làm luôn. Đấy, quý vị thấy là cô Sáu làm, nói chung là cô làm rất là nhanh luôn. Khách đến là không phải đợi lâu đâu. Ai mà ăn bánh xèo, bánh khọt cô Sáu thì đến ngay ngã ba đường, ngay chợ Phạm Văn Hai. Ngay góc đường Phạm Văn Hai và Nguyễn Bạc nhá. Đấy, cô bán ngay góc chợ luôn quý vị. Có bàn ghế đàng hoàng. Giờ Kiên sẽ gọi và Kiên mời quý vị cùng thưởng thức nhá. Bên kia là chú có cái rau bên kia kìa, bên kia là rau. Rau giá đầy đủ cái đó này. Bên này là cái chỗ cô đổ bánh. Đây quý vị, Kiên gọi cô làm cho Kiên một cái đĩa là ba xèo ba khọt. Đấy. Ăn hết thì mình gọi tiếp nhá. Hay là mình không có sợ, ăn hết cứ ăn hết là gọi tiếp. Đấy. Bên này là có một cái nước mắm ngọt, bên trong có đồ chua này, này là rau. Rau ăn thì có rau select này, rồi rau cải này. Rồi rau thơm, một số loại rau thơm nữa. Đấy, rồi diếp cá. Đấy. Bên này là ớt. Rồi Kiên mời quý vị ăn tối với Kiên nhé. Đây một dĩa bánh xèo, bánh khọt. Nói chung là nhìn nó ít vậy thôi nhưng mà mình ăn mình mới cảm nhận được là như thế nào nhá quý vị. Đấy, giờ Kiên sẽ cuốn nhá. Cuốn thì ở đây là có bánh tráng cuốn. Này, bánh tráng cuốn này. Bánh tráng cuốn và rau. Mình sẽ lấy từng loại rau. Rau cải, xà lách, nó thơm. Ở đây nó hơi tối tối, 12 giờ bây giờ cũng là trời mưa nên là nó hơi tối tối. Đây, Kiên sẽ cuốn cái bánh khọt trước nha. Đây, bánh khọt này. Đấy. Bánh khọt này là nhân trứng. Có cái nhân tôm, nhân trứng, nhân thịt. Quý vị ăn nên nhân nào thì mình ăn nha.
Đây, bỏ đây. Mình cuốn nó lại như vậy á. Đây. Như kiểu cái gỏi cuốn vậy á. Bắt đầu mình chấm với lại nước mắm mà mình ăn ớt thì bỏ thêm ớt nhá. Rồi, kính mời quý vị này. Hơi cay. Hơi cay cay á quý vị. Rất là dễ ăn. Nếu mà tính ra là khoảng 6 cuốn, ăn 6 cuốn là no quý vị. À, quý vị ơi, Kiên vừa mới thưởng thức xong một cái đĩa bánh xèo, bánh khọt của cô Sáu nha quý vị. Cô làm bánh ăn rất là giòn, nói chung là ăn nóng và giòn. Mình lại đang đói bụng nữa. Trời mưa đen nghịt luôn quý vị ạ. Rồi, rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Quý vị nhớ nhấn đăng ký kênh nhé, để mỗi ngày nhận được những video mới nhất của Kiên. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.